Vâng, lại nãy em sang bonsai Nhật Bản cho anh nhé. Hôm nay em xin phép được làm một video. Bác Trần Ngọc Nha, chủ nhiệm hợp tác xã đang bên cây thông đen Nhật Bản của mình. Bác đang sửa. Vâng, chào bác Nha nhá. Vâng, xin chào Bút Trần, chào bà con nhé. Này bác có cây thông đẹp quá. Không ghen Nhật Bản ấy. Em muốn mang về đây đang này. Chỉnh trang một tí cho Và cây. một cây thông trực trực lùn các bạn ạ. Đúng gốc bồ ngọn chỉ đấy các bạn. Phong cách người Nhật chơi họ bảo sao họ, các cây của họ xuất khẩu đi các nước, nhìn cây cảnh họ bền vững và mạnh thế. Nước làm của họ rất tuyệt vời luôn các bạn. Đây là bác Nga đang tỉa tót lại một chút. Bác cho bà con hỏi cây này nó khoảng bao nhiêu tuổi rồi bác? Cây thông này á, Vâng. cây thông này nếu như mà đây thì soi kỹ đi, Vâng. đây là gốc bồ ngọn chỉ đây, Vâng. gốc bồ tức là gốc như cái bồ ngọn như cái chỉ, Vâng. tôi nói nó biểu thị cây này là cây thì nó rất là lâu năm, Vâng. gốc mới to mà ngọn mới nhỏ Vâng. và cái tỷ lệ là cân đối, Vâng. ngang dọc trên dưới rất cân đối, ngang Vâng. đối. Người Nhật gọi là tỷ lệ vàng đấy ạ. Đấy, Việt Nam gọi là người gốc bồ ngọn chỉ. Vâng. Thì cây này ấy, có tuổi là ít nhất phải 75 năm trở lên. Vâng. Chứ mình không khẳng định được là khoảng bao nhiêu năm. Nhưng mà ít nhất theo kinh nghiệm ấy, mà người Việt Nam chơi ấy, thì phải 75 năm trở lên. Tức Vâng. là khoảng tương đương với 3 đời người. Ba đời. 3 đời người. Tương đương với ba thế hệ đấy, để làm ra một tác phẩm bonsai thông đen Nhật Bản đẹp như thế này các bạn. Cái này thì gọi là cái lùn được. Vâng. Theo hàng năm mới đến kỳ thì cái hàng năm thì sửa một đến hai lần. Vâng. Vào cái bắt đầu chấm chấm đông thì sang khu khu tiếp thu trong chấm đông là bắt đầu có thể sửa rồi. Vâng. Để Còn cho cắt lại nảy tục mới cắt đấy. bấm thì nó tùy theo cái tình hình từng cây, sức khỏe của cây. Vâng. Tùy theo sức khỏe của cây thì không phải mình cắt nào được. Vâng. Mùa thì mùa vẫn thấy sức khỏe nó vẫn là khỏe, cây khỏe nhất thì có thể đưa ra điều chỉnh lại những cái tay cành cho khoa học. Vâng. Có bà con nào thiện chí thì xin mời các bác về với địa chỉ là Sát Thoa, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để cùng thưởng lãm và giao Thông lưu những đen là tác một phẩm. cái cây, phải nói là cái cây đến với người Việt Nam ấy, tức là thông đen là đến Việt Nam từ khoảng 80 thôi. Vâng. Tức là ít nhất cái thông đen chơi ở Việt Nam được tầm 65 đến 70 năm rồi. Vâng. Theo tôi biết đấy, tôi cũng chơi rất lâu rồi. Và một số những cây nó tại sao thông đen nó tồn tại ở Việt Nam lâu rồi. Nó chung khí hậu với đấy. Vâng. Thông đen là chủ yếu xuất xứ ở Osaka. Vâng, từ tỉnh Osaka đấy ạ. Osaka. Osaka thì nó ví như là cái làng truyền thống cái cảnh Nam Định. Vâng. Tức là nền văn minh văn hóa chơi cây của họ rất là lâu đời rồi. Cũng Ý kiểu mình như thì Nam Định của mình đấy để ạ. đôi 300 năm, gọi tạm gọi thế đó. Vâng. Xa quá thì anh em cũng không tưởng tượng được. Và bây giờ em xin phép được chuyển cảnh toàn bộ khuôn viên bonsai Nhật các bác nhé, để các bác cùng thưởng lãm. Các bác nào thiện chí thì xin mời về với Sát Hoa, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long các bác nhé. Vâng, đây là toàn bộ khuôn viên đặt bonsai Nhật các bác nhé. Rất nhiều tác phẩm bonsai.
Nhật Bản từ giá học sinh, sinh viên đến hàng VIP các bác nhé. Có bác nào thiện chí thì mời các bác qua chơi hoặc là có thể liên hệ theo số điện thoại 0976 821 509 sang bonsai Nhật Bản các bác nhé. Rất nhiều các bạn. Đây là hệ thống bán buôn các bác nhé. Nên giá bác nào chơi được rẻ, bác nào buôn có công các bác nhé, giá nó được rất hợp lý luôn. Nói chung là một hệ thống buôn cây bonsai Nhật cũng gọi là lớn của miền Bắc các bác nhé, riêng về dòng bonsai Nhật Bản này. Em xin cảm ơn quý vị và các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Sang Bonsai Nhật Bản nhé. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa thì đừng quên cho em xin một like và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cũng như đóng góp ý kiến ủng hộ Sang Bonsai Nhật Bản các bác nhé. Em xin cảm ơn ạ.